chuyên mục 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động. Tạm giữ người đàn ông đánh chết phụ nữ trong khách sạn ở Cà Mau. Đám cưới độc lạ, cô dâu hóa hàng Nga dán xuống lễ đường liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cơ quan điều tra đã phong tỏa kê biên hàng loạt tài sản nhà đất của bà nguyễn thị thanh nhàn và công ty aic Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi vừa điểm qua một vài sự kiện câu chuyện nổi bật đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt là trong vụ án tham nhũng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai thì hoạt động kê biên tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể và bình luận trong ít phút tới. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng cũng như những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Phương Thảo, Cẩm Tú. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là các thông tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Tin nóng, Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, cuối tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Thủ Đức House. Trong 34 bị can có 3 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm Đào Thị Nga, 47 tuổi, cựu cán bộ chi cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, 42 tuổi, cựu cán bộ chi cục thuế quận 3, Ngô Huỳnh Lũy, 55 tuổi, cựu cán bộ thuế chi cục thuế quận 5. Theo kết luận điều tra, công ty phát triển nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử, lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở bất động sản. Nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng, chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn, đang truy nã quốc tế, chiếm đoạt tiền của nhà nước trên 365 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Dọn, sinh năm 1981 trú tại An Giang và Trương Văn Ất sinh năm 1975 về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Theo kết quả điều tra, ngày 15 tháng 8, Trương Văn Ất, sinh năm 1975, chồng của Dọn, được đối tượng tên Tài sống bên Campuchia liên hệ đưa ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng một người và vụ việc thực hiện trót lọt. Đến ngày 18 tháng 8, ớt Cùng Dọn sử dụng xe mô tô chở 3 người khách đến khu vực bến đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng công an xã Khánh An kịp thời phát hiện, mời về trụ sở làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung giả mang ở khách sạn, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Xuân, 56 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau để điều tra về hành vi giết người ông xuân là nghi phạm đánh đập giả màn người phụ nữ trong khách sạn ở thành phố cà mau đến tử vong theo điều tra trong lúc đánh đập chị t ông xuân gọi điện thoại cho con trai để thông báo vụ việc con trai ông xuân cùng người bạn nhanh chóng đến hiện trường can ngăn hình ảnh từ camera an ninh ghi lại ông xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay chân đầu của chị t ngay tại lối đi của khách sạn đánh nạn nhân được một lúc ông tê dừng lại rồi nghỉ sau đó bật dậy đánh tiếp Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị Tê bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng và tử vong. Theo tìm hiểu, 9 năm trước, chồng chị Tê mất do bệnh, để lại hai con 15 và 12 tuổi. Còn ông Xuân ly thân vợ. Khoảng 2 năm nay, ông Xuân và chị Tê quen nhau. Người đàn ông này thường xuyên lui tới gia đình chị Tê chơi. Tiểu mục Nóng trên mặt báo Thưa quý vị, liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế AIC và các đơn vị liên quan vào tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 36 bị can và bị đề nghị truy tố về năm tội danh khác nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC và những người liên quan. Chỉ riêng với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi gần 150 tỷ đồng và chi hơn 43 tỷ đồng hối lộ bí thư, chủ tịch, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai ở thời điểm thực hiện dự án. Bản kết luận điều tra của Bộ Công an cũng cho thấy, Giang lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời điểm xây dựng bệnh viện, từ bí thư đến giám đốc sở đều bị bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thao túng bằng tiền. Đổi lại, công ty của bà Nhàn dù không đủ năng lực, gian lận hồ sơ vẫn dễ dàng trúng đến 16 gói thầu. Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tạm thời chưa xa lưới pháp luật, nhưng không thể trốn mãi được. Chỉ có con đường ra đầu thú, thành khẩn khai báo, chỉ ra cho hết những gương mặt nhận tiền hối lộ của bà thì mới mong được giảm nhẹ hình phạt đối với tội phạm liên quan đến tham nhũng, khởi tố, bắt giữ để xử lý theo pháp luật là một việc, nhưng còn một việc quan trọng không kém, đó là thu hồi tài sản tham nhũng. Xử lý tội phạm, bắt phải chịu hình phạt mà không thu hồi được tài sản tham nhũng, thì việc chống tham nhũng coi như chưa thành công. Bà Nhan đã lấy một phần đưa hối lộ để thao túng các quan chức tham nhũng, phần còn lại chiếm đoạt. C03 đưa ra kết luận bà Nhan hưởng lợi hơn 148 tỷ. Số thất thoát của nhà nước quá lớn, làm cách gì để thu hồi khi bà nhàn đã bỏ trốn câu trả lời là chính tài sản của bà nhàn bà nhàn bỏ trốn nhưng không mang theo được hết đất đai nhà cửa và hoạt động kê biên tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà nguyễn thị thanh nhàn Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ cha ruột đứng tên. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự diện tích 453 m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư gồm căn hộ số 1 tầng 11 có diện tích 67,80 m2 Căn hộ số 2 tầng 11 có diện tích 68m2. Căn hộ số 3 tầng 11 có diện tích 183,50m2. Căn hộ số 4 tầng 11 có diện tích 142,80m2. Căn hộ số 9 tầng 17 có diện tích 218,60m2. Một chung cư trên phố Lý Thượng Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một thửa đất diện tích 4.065m2 tại địa chỉ Lô F1 và F2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản AIC. Trong vụ án này, cơ quan công an đã phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng của công ty AIC với số tiền bị phong tỏa là hơn 107 tỷ đồng. Những tài sản đã bị kê biên đó của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhằm để đảm bảo thi hành án. Bà Nhàn mưu mô móc ngoạc để làm giàu, nhưng rốt cuộc tài sản đó không giữ được, còn bản thân thì lẫn trốn, cũng là người mất tự do. Đây là bài học cho tất cả những ai có ý đồ làm giàu như bà Nhàn. Còn các ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, mỗi người nhận hối lộ của bà Nhàn 14,5 tỷ đồng, vì bị lộ nên đã phải nộp lại. Vâng, có thể thấy là ăn hối lộ nuốt không trôi, giờ phải chịu cảnh tù tội, mọi thứ gần như mất hết, kể cả danh dự. Đó cũng là bài học cho những cán bộ đương chức phải biết kiềm chế lòng tham. Nhưng còn một câu hỏi khác nữa mà dư luận đặt ra, đó là liệu đã hết người liên can đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Câu trả lời sẽ đầy đủ hơn nếu truy bắt được bà Nhàn về điều tra xét xử, vâng và phải tìm cho ra tất cả những người liên quan đến vụ án này và thu hồi đầy đủ tài sản tham nhũng. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được phép khép lại nội dung này của tiểu mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong tiểu mục Đông Tây chuyển động. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, bệnh nhi 15 tuổi trú ở Thanh Hóa mắc bệnh Qwestmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người đã tử vong trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột. Bệnh nhi đã được tiến hành phẫu thuật nhưng không qua khỏi. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng, với phổi tổn thương, suy hô hấp, có bàn xuất huyết ở hai bàn tay, thở máy, duy trì vận mạch. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Hai ngày trước khi khởi phát, em đi học về và bị dầm nước mưa, sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nổi sẩn ban, kèm đau tức ngực phải, đau bụng. Bệnh nhi được điều trị tại hai bệnh viện địa phương và chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày thứ 12 của bệnh. Hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang điều trị cho một bé trai 10 tuổi khác cũng ở Thanh Hóa mắc bệnh Whitmore. Theo đại diện bệnh viện, đến thời điểm này, các tổn thương khu trú của bệnh nhi này có khả năng kiểm soát dễ hơn. Ngoài hai bệnh nhân nói trên, tại tỉnh Đắk Lắc đã ghi nhận một phụ nữ 40 tuổi mắc bệnh Whitmore. Bệnh Whitmore hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh. Những nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy bệnh phân bố ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và phía Nam tỷ lệ tử vong do bệnh khá cao, trên 40%, nhất là các trường hợp sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi nặng. Một thông tin đáng quan tâm cũng liên quan đến y tế. Thưa quý vị, gần đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh rất lo lắng khi trẻ bất ngờ bị hiện tượng giật mắt, giật miệng, lắc cổ, gật đầu. Một cách vô thức, sợ con bị động kinh, đưa đi khám, nhiều phụ huynh mới biết con mắc hội chứng TIC, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng Bột. Tại phòng khám thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trẻ đến khám trong tình trạng nheo mắt, lắc đầu, giật vai không kiểm soát được, cá biệt có trẻ bị giật nửa người, cả tay và chân trong vô thức. Tuy nhiên, qua thăm khám và làm các xét nghiệm thần kinh thì trẻ vẫn tỉnh táo, tiếp xúc bình thường. Trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng TIC. Theo đại diện khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, trước khi có dịch COVID-19, mỗi tuần chỉ có 1 đến 2 trẻ đến khám. Nhưng từ đầu năm đến nay, số trẻ mắc hội chứng TIC gia tăng rõ rệt. Mỗi ngày trung bình có 5 đến 6 trẻ đến khám với các biểu hiện giật mắt, lắc đầu, lắc vai một cách vô thức. Bác sĩ Lý Hiển Khánh, khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh nói khám về thần kinh đó, trước đây đó, thường uh, khoảng một hai ngày thì mới có một hai ca bệnh tích đó. thì gần đây hầu như là ngày nào phòng khám cũng nhận khoảng năm uh, sáu ca bệnh tích có nhiều nguyên nhân rồi cũng có nhiều cái là chưa giải thích rõ nhưng mà có một số có thể liên quan chuyện đó. này bé là nó chơi game điện thoại thì... theo các bác sĩ có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi trên tuy nhiên rõ rệt nhất là do trẻ mãi chơi game chơi điện thoại tiếp cận máy tính thiết bị điện tử nhiều Rối loạn tic là việc vận động hoặc phát âm xuất hiện các biểu hiện bất thường và lặp đi lặp lại một cách mất kiểm soát. Đây là rối loạn thường xuất hiện trước 18 tuổi. Trong đó, tuổi khởi phát trung bình từ 4 đến 6 tuổi với mức độ nghiêm trọng giảm dần ở độ tuổi vị thành niên, đa số giảm nhẹ khi trưởng thành. Để phòng ngừa phụ huynh nên cho trẻ em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, hạn chế cho trẻ sử dụng các loại màn hình TV, điện thoại, máy tính. Nếu cần thiết, trẻ sẽ được sử dụng thuốc ở mức độ nhẹ. Chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện độc đáo thú vị. Thưa quý vị, đám cưới là một ngày vui trọng đại của mọi người. Cô dâu chú rể nào cũng muốn ngày cưới của mình trở thành ngày đáng nhớ nhất đời. Một trong những cách để ghi được dấu ấn với mọi người đó là màn trước dâu hoành tráng. Và mới đây, nhiều người được một phen choáng ngợp và bất ngờ hơn cả trước một đám cưới có 102 ở Nam Định. Không phải siêu xe, không phải không gian cưới như lâu đài. Lần này, cô dâu xuất hiện tại lễ cưới theo phong cách hàng Nga giáng trần trong đoạn clip được ghi lại cô dâu ngồi trong một khung sắt hình tròn mô phỏng khung trăng bên trên là một trục cần cẩu chắc chắn từ từ hạ khung trăng xuống sân khấu chính của lễ cưới quan khách được phen bất ngờ khi chiêm ngưỡng cô dâu từ trên cao xuống để chuẩn bị cho buổi lễ rước dâu đặc biệt này cặp đôi đã thuê cần cẩu để đưa cô dâu lên cao hàng chục mét sau đó chiếc cần cẩu từ từ đưa cô dâu tiến về sân khấu đám cưới và hạ thấp xuống Đặc biệt, chỗ ngồi của cô dâu được thiết kế hình vần trăng, khiến cô dâu xuất hiện đầy lộng lẫy. Đám cưới được tổ chức ngoài trời, với không gian cưới được trang trí khá đẹp mắt. Hiện danh tính về cô dâu chú rể vẫn chưa được hé lộ, tuy nhiên phong cách xuất hiện như hàng Nga của cô dâu khiến cho dân tình không khỏi thích thú. Nhiều người ngưỡng mộ cô dâu chú rể vì có ý tưởng táo bạo, nhưng không ít người lại cho rằng mang rước dâu này quá mạo hiểm cô dâu có thể bình tĩnh ngồi ở độ cao 10 m và đưa đi đưa lại đến lễ đường như vậy quả là rất bản lĩnh, đúng không Cẩm Tú? Đúng rồi đó Phương Thảo. Và tiếp theo cũng là một câu chuyện đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Có liên quan đến một bệnh nhân tại trại tâm thần Hàm Rồng ở Gia Lai gây ấn tượng mạnh mẽ với người nghe vì giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Đằng sau khả năng ca hát đặc biệt là câu chuyện về nguyên nhân khiến cuộc đời anh lâm vào cảnh hiện tại. Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về loạt video ghi lại hình ảnh một người đàn ông cất cao giọng hát cảm xúc trong căn phòng đầy khung sắt của trại tâm thần. Anh Hồng Nhiên thể hiện ca khúc Mãi Mãi, một bản hit của ca sĩ Lam Trường, đúng giai điệu và ca từ không hề sai lệch. Thậm chí hát còn luyến lấy, âm điệu không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp. Được biết đây là những hình ảnh ghi lại tại trại tâm thần Hàm Rồng hay còn gọi là trại nuôi bệnh nhân tâm thần Hà Hữu Phước tại tỉnh Gia Lai trong một video trên kênh Tờ Rang Phố Núi đến thăm trại tâm thần này và hỏi chuyện. Người đàn ông cho biết tên Đoan, năm nay 32 tuổi. Đặc biệt khi nói về nguyên nhân dẫn đến việc phải vào trại tâm thần, anh Đoan chia sẻ rõ ràng. Nói thật sự quá khứ của mình, tuổi thơ trải qua rất nhiều chuyện. Khi đi học cấp 3, mình thi giọng hát hay lớp 10 được dạy nhất. Có mấy bạn ghen tị, lấy cây đàn đập vào đầu nên phải vào đây chữa bệnh liên hệ với chị Trang, chủ kênh tờ Trang Phố Núi, là người trực tiếp đến thăm, trò chuyện và quay video anh Đoan hát tại trại tâm thần Hàm Rồng. Được biết, những hình ảnh được ghi lại từ chuyến đi diễn ra vào năm 2021. Đến hiện tại, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại và nhanh chóng gây được sự chú ý. Lời ca tiếng hát chắc chắn đã làm cho nhiều người thổn thức. Liệu rằng, thật sự cuộc đời của anh Đoan đã trải qua những biến cố lớn như thế nào để lâm vào hoàn cảnh như hiện tại? Nhưng sự lạc quan và yêu đời vẫn được thể hiện qua giọng hát. Anh có thể quên đi nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng lời và tên của bài hát thì vẫn nhớ rất rõ ràng. Mong anh luôn cất cao tiếng hát như thế và lan tỏa những điều tích cực này đến với mọi người. Phần tin thế giới đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế những ngày gần đây đưa tin về một người y răng Lưu Vong đã qua đời sau khi ông hơn một thập kỷ qua bị mắc kẹt và sống tại một sân bay ở Pháp. Câu chuyện khó tin của người đàn ông này là nguyên mẫu của bộ phim The Terminal nổi tiếng có sự tham gia của tài tử Tom Hanks. Một quan chức sân bay Charles de Gaulle ở Paris cho biết, ông Mohan Karimi Naseri đã qua đời sau một cơn đau tim tại nhà ga số 2 của sân bay vào giữa trưa ngày 12 tháng 11. Cảnh sát và một đội y tế đã nỗ lực cứu chữa cho ông nhưng không thành công. Ông Karimi Naseri sinh năm 1945 tại Soleiman, Iran và sang Anh du học vào năm 1974. Khi trở về nước, ông bị bỏ tù vì chống lại nhà vua và bị trục xuất mà không có hộ chiếu. Ông xin tị nạn và được cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Bỉ cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, chiếc cặp chứa tài liệu này đã bị đánh cắp ở một nhà ga Paris. Cảnh sát Pháp sau đó đã bắt ông Nasseri nhưng không thể trục xuất vì thiếu giấy tờ. Ông Nasseri đã phải ở lại sân bay Charles de Gaulle từ tháng 8 năm 1988. Luật nhập cư ngày càng nghiêm ngặt của châu Âu khiến cho ông trở thành người nhập cư bất hợp pháp trong nhiều năm. Trong thời gian sống ở sân bay, ông ngủ trên một chiếc ghế dài, tắm trong phòng dành cho nhân viên, viết nhật ký và trò chuyện với những du khách qua đường. Giới chức Pháp từng đề nghị cho phép ông Nasseri cư trú tại nước này. Tuy nhiên, ông Nasseri từ chối lời đề nghị. Lý do được cho là người đàn ông này muốn tới Anh, điểm đến ban đầu của ông. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chủ tiệm tạp hóa mất trộm điện thoại, mất luôn tiền trong tài khoản ngân hàng. Tiểu mục chuyện ngày mới, điện ảnh xanh với bộ phim hoạt hình vượt thành Asima như một làn gió mới cho sự phát triển phim Việt trong tương lai. Thưa quý vị, Quốc hội hiện thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Một trong những điểm đột phá trong dự án luật này chính là việc bỏ khung giá đất cố định trong 5 năm và xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Điều này phù hợp với thực tiễn khi giá đất trong bảng giá đất chênh lệch quá lớn so với giá thị trường, khiến cho việc khiếu nại của người dân về đất đai ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, định giá đất sát giá thị trường là một bài toán không hề đơn giản. Vâng, những câu chuyện thực tế sau đây sẽ cho chúng ta hiểu rõ điều bất cập đó. Tiểu mục Cà phê không đường Do nằm trong dự án đường liên kết vùng, nên gia đình anh Toản ở thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên bị thu hồi 1.200m2. Trong đó có 290m2 đất ở trên ngôi nhà khang trang vừa mới xây. Tuy nhiên, theo khung và bản giá đất của địa phương, giá đền bù quá thấp so với giá thị trường. Vì thế, gia đình anh Toản chưa nhận tiền đền bù. Anh Nguyễn Văn Toản, xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết. Đất ở đây bây giờ thì người ta thường bán ra 2 triệu rưỡi 3 triệu mét thôi. Nhưng mà mức đền bù bây giờ có 484.000 mét đất ở và 242.000 mét đất vườn tạp. Là chúng tôi thiệt thòi quá. Vùng hồ xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nằm trong quy hoạch vùng lõi khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình có tiềm năng rất lớn để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng đối với các dự án trong khu vực này gặp nhiều khó khăn vì các hộ dân và nhà đầu tư chưa thống nhất được giá đền bù. Ông Bùi Văn Giang, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa, huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: Cái mà mà thỏa thuận với người dân ấy, thì so với các ý kiến của người dân là cũng về cái giá cả thỏa thuận người dân ấy cũng là là là, là rất, rất thấp để, để phát đồng bằng ấy, rất thấp, cho nên bà con nhiều lúc nào cũng phải để để chứng lại để để xem thế nào để còn nghe ngóng. Hai câu chuyện trên phần nào đã cho thấy giá đất đền bù không sát giá thị trường đang là điểm nghẽn lớn nhất khiến nguồn lực đất đai chưa được khơi thông. Vậy thế nào là giá thị trường của đất đai? Đây là bài toán không hề đơn giản, bởi mỗi một mảnh đất vào mỗi thời điểm lại có một giá khác nhau, việc trả giá theo ý chí chủ quan của người giao dịch, đó là chưa kể mảnh đất còn có thể bị cò đất thổi giá, đẩy giá. Ông Nguyễn Lâm Thành, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho biết, áp dụng cái giá theo cơ chế thị trường đấy, thì là một cái rất là khó. Cơ chế thị trường trong cả một giai đoạn hay một thời điểm là câu chuyện cũng phải được bàn và xử lý cả về mặt lý luận lẫn cái thực tiễn. Theo các chuyên gia, cần xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, không phải giá cả giao dịch đất đai trên thị trường. Giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết thêm. Giá cả thị trường là cái nó rất muôn hình vạn trạng, không ai có thể nắm được. Và chính vì vậy thì chúng tôi đề nghị là trong luật pháp chúng ta phải nói rằng là định giá đất hay là bảng giá đất là phải sát với giá trị thị trường của đất đai, chứ không phải là giá thị trường. Là nếu giá thị trường là cái điều chúng ta không thể nào nắm bắt được. Một số địa phương đề xuất có giá đất bình quân theo khu vực. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ. Có đề nghị chúng ta bỏ khung giá đất nên quy định là giá bình quân giao dịch ở trong khu vực có thể là khu vực theo địa giới hành chính đó là cấp xã, phường hoặc là trên địa bàn của thành phố Phổ Yên. Có những cái khu vực tương tự để chúng ta quy định mà đây là giá bình quân Chứ giá giao dịch thị trường thì xin phép là chúng ta cực kỳ khó xác định mà gây mâu thuẫn hiểu khác nhau giữa nhà nước với người dân. Thực tế, muốn định giá được một mảnh đất thì phải biết được giá trị của các mảnh đất liền kề hoặc tương tự xung quanh. Tuy nhiên, để có cơ sở tính toán điều này, phải có dữ liệu về giá đất giao dịch trên thị trường thật, chính xác, đầy đủ. Và đây vẫn là khâu bất cập hiện nay. Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói: Đầu vào của giá thị trường thì lại rất khó để xác định. Nhiều khi là uh, hạ giá bán so với uh, tức là viết trên hợp đồng so với giá thực thì nó rất khác nhau, vân vân. Rồi người ta chỉ cùng nắm là lấy cao hơn cái bảng giá một chút, nhưng mặt giá thực tế để giao dịch thì nó cao hơn rất nhiều. Cơ quan soạn thảo cho biết tiến tới mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai trên thị trường sẽ không dùng tiền mặt và phải qua sàn giao dịch. Từ đó, có dữ liệu về giá đất thị trường chính xác và làm cơ sở định giá theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn. Đây là phương pháp mà các nước trên thế giới đang thực hiện. Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy phải mất khoảng 5 năm mới có được hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có giá đất. Tiếp theo chương trình là phần tin nóng được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Tin nóng Ngày 13 tháng 11, công an phường Tân Thới Hiệp ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin sẽ kiểm tra xử lý vụ mất trộm điện thoại tại tiệm tạp hóa trên địa bàn. Chủ tiệm tạp hóa cho biết sau khi mất trộm điện thoại, số tiền trong tài khoản ngân hàng cũng bị ai đó rút mất. Ông NTD, tên viết tắt, 51 tuổi, chủ tiệm tạp hóa trong hẻm 131 đường Tân Thới Hiệp 20, phường Tân Thới Hiệp quận 12 cho biết, trước đó có hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy đến tiệm tạp hóa mua đồ một người đứng ngoài, người còn lại vào bên trong, mở tủ lạnh lấy hai chai nước. Khi phát hiện điện thoại của chủ tiệm tạp hóa để trên tủ, người này vờ đi ra, đi vào, rồi nhanh tay lấy cắp rời đi. Ông D phản ánh, sau khi phát hiện điện thoại bị mất, tiền trong tài khoản ngân hàng của ông cũng bị rút. Hiện ông đã liên hệ tổng đài khóa số điện thoại tài khoản ngân hàng. Nạn nhân cũng cho biết sẽ ra ngân hàng nhờ sao kê các giao dịch rút tiền để có cơ sở trình báo công an. Một vụ tai nạn giao thông thương tâm vừa xảy ra tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang đi bộ sang đường ở vạch dành cho người đi bộ, người đàn ông bị xe máy phân khối lớn tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhiều người dân đã rất ám ảnh khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông này. Nhiều người súng lại quanh một thi thể người đàn ông trên đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cạnh đó là một chiếc xe mô tô. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13 tháng 11 khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, một nam thanh niên lái xe mô tô chạy trên đường Phan Châu Trinh hướng từ đường Nơ Trang Long đi đường Chu Văn An. Khi vừa qua cầu Rạch Lăng khoảng 80 mét, đoạn thuộc phường 12, quận Bình Thạnh, xe mô tô bất ngờ tông vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh làm người đàn ông văng xa khoảng 20 mét, tử vong tại chỗ. Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, xe mô tô đi với tốc độ cao, người đàn ông đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đến khoảng 14 giờ, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, nam thanh niên bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Sáng ngày 14 tháng 11 trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người tử vong. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 14 tháng 11, một xe ô tô tải đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi qua đoạn km 26, đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thì bất ngờ tông vào phần đuôi của xe ô tô tải khác đang ở phía trước trên đường. Cú va chạm mạnh khiến cho phần đầu của xe tải phía sau bị vỡ nát biến dạng, tài xế và phụ xế bị kẹt cứng trong cabin. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, hai xe tải gặp sự cố đều nằm trên làn đường số 1. Xe tải phía sau thì bị vỡ nát phần đầu, còn cạnh xe tải phía trước thì nhiều hàng quá trên xe đổ rơi vải xuống dưới đường. Vụ tai nạn xảy ra làm hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị kẹt xe kéo dài hơn 3 km trên đường. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khác xảy ra trên quốc lộ 1A. Theo người dân chứng kiến kể lại, xe khách dừng nằm đang đi qua đoạn thuộc địa bàn ấp An Thái, xã An Thái cư, huyện Cái Bè thì tài xế phát hiện phía trước có chướng ngại vật nên điều khiển phương tiện để né tránh. Cùng thời điểm này, có xe ô tô con đang lưu thông cùng chiều từ phía sau chờ tới, phát hiện nên cũng giảm tốc độ để tránh xe phía trước. Tiếp đó, một xe dừng nằm khác cũng đang lưu thông cùng chiều trên đường va chạm nhẹ vào phần đuôi của xe dừng nằm phía trước vào phần đuôi của xe ô tô con. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông qua nơi này bị ung ứ kéo dài khoảng 1 km trên đường. Thưa quý vị, để tạo ra một quy trình làm phim thân thiện với môi trường, thì điện ảnh xanh chính là xu hướng mà nền điện ảnh của các nước trên thế giới đang hướng đến. Tuy nhiên ở Việt Nam, cụm từ này vẫn còn khá mới mẻ. Đúng vậy và như Cẩm Tú đã biết thì những người trẻ ở Việt Nam luôn là những người nắm bắt xu thế rất nhanh chóng và với tình yêu môi trường, yêu điện ảnh của mình thì gần đây một nhóm bạn trẻ đã trở thành điểm tiếp nối cho phong trào. Sự xuất hiện của các bạn ấy cùng điện ảnh xanh với bộ phim hoạt hình vượt thành Asima như một làn gió mới cho sự phát triển phim Việt trong tương lai và trong tiểu mục chuyện ngày mới ngày hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu công việc cụ thể của những bạn trẻ ấy tiểu mục chuyện ngày mới chị lê mẫn nhi nhóm sở thú studio nói chúng tôi là sở thú studio một nhóm làm phim trẻ và yêu môi trường khi tìm hiểu sâu hơn về cuộc thi màn ảnh xanh cũng như là điện ảnh và môi trường thì chúng tôi nhận thấy rõ hơn về uh, sức ảnh hưởng giữa điện ảnh đối với môi trường và từ đó thì chúng tôi quyết định là tạo nên một vườn thành Nasima xanh từ khâu vượng dung cho đến sản xuất sản xuất xanh ở đây hiểu đơn giản chúng tôi mang rác về và làm phim cụ thể như là ở trong vườn thành Nasima có những cái bối cảnh chủ yếu đấy là núi đá và lòng đất thì chúng tôi tận dụng những cái xốp mà chính tay tôi và các bạn đã nhặt từ bãi rác về vệ sinh lại sau đó dàn báo và sơn màu lên và thành quả của những bạn trẻ ở xưởng phim hoạt hình tái chế đầu tiên tại việt nam bộ phim vượt thành asima nội dung xanh cộng hưởng với khâu sản xuất xanh đã giúp vượt thành asima cùng sở thú studio tạo được hiệu ứng tích cực giúp lan tỏa định nghĩa về điện ảnh xanh giảng viên nguyễn hồng quân khoa nghệ thuật điện ảnh đại học sân khấu điện ảnh hà nội cho biết dùng những cái thứ mà người ta đã, đã đã bỏ đi rồi. Thì ngay cả cái quá trình làm phim đấy nó chính là một cái lần nữa để bảo vệ môi trường ngoài cái việc chuyển đi thông điệp thì cái cái việc thái độ của những người làm phim, thái độ của những người người trực tiếp làm bộ phim đó và và cái cách mà họ làm việc nó truyền đến một cái cảm hứng dành cho cả người xem. Ăn đoàn bá tôm quay phim nhóm sở thú studio cho biết. Đem giác về mình làm phim thì mình cũng mong muốn là lan tỏa được cái gì đấy gọi là cái tinh thần về bảo vệ môi trường để giữ gìn cho cái thế hệ sau này. Vượt thành Asima là tác phẩm đầu tay của Sở thú Studio cũng là lần đầu tiên xưởng phim làm phim hoạt hình thể loại stop motion, nhưng phim đã chinh phục giám khảo cuộc thi mang ánh xanh vì ý tưởng độc đáo và hình ảnh chuyên nghiệp với giải ba chung cuộc. Đây chính là nguồn động lực cho cả nhóm để tiếp tục thực hiện dự án điện ảnh xanh lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người. Chị Nguyễn Thị Minh Khuê, đạo diễn nhóm Sở thú Studio cho biết rác cũng có thể biến thành nghệ thuật và ai cũng có thể bắt đầu từ những nhiều nhỏ bé. Tương lai của môi trường, tương lai của trái đất nằm ở trong tay chúng ta. Chỉ có những người trẻ mới có thể quyết định được là liệu con cháu chúng ta sau này còn giữ được màu xanh hay không. Rác thải luôn là tài nguyên và nếu chúng ta biết cách tái chế chúng thì sẽ luôn tạo ra những giá trị đẹp đẽ. Và bộ phim Asima cùng các bạn trẻ của nhóm sở thú Studio chính là minh chứng cho điều đó. Điện ảnh xanh không chỉ dừng lại ở việc làm nghệ thuật mà còn góp phần tạo ra một tương lai xanh, cộng đồng tái chế bền vững. Được biết Sở thú Studio là xưởng phim hoạt hình tái chế đầu tiên tại Việt Nam, không chỉ làm ra các bộ phim có thông điệp bảo vệ môi trường mà cách thức sản xuất cũng phải tính toán để xanh hơn. Bởi khi thực hiện một bộ phim điện ảnh, quy mô càng lớn thì sẽ càng tiêu tốn năng lượng, nguyên vật liệu cũng như sản sinh ra nhiều rác thải hơn. Điện ảnh xanh nghĩa là phải sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hơn, giảm rác thải, tiết kiệm năng lượng. Hy vọng trong tương lai, xu hướng điện ảnh xanh sẽ ngày càng được lan tỏa hơn nữa. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.